Bắc Cạn là tỉnh không giáp biên giới nhưng thời gian qua đã phát hiện nhiều trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Trước tình hình đó, tỉnh Bắc Cạn đã có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng này. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2021, tại Bắc Cạn có 76 trường hợp công dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động, trong đó có 31 trường hợp bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt và trao trả. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Cạn đã khởi tố 6 vụ với 6 bị can có liên quan đến các hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.